ngày và tháng không còn hy vọng, không còn lối về, là khi ước mơ kia vụn vỡ. Sao con cố tìm mơ hồ tìm ngăn cách dõi trời sai bước là do trái tim hay chính là vô cạn ly nào, vô vô món này coi bộ ngon rồi nha. Mời. Dạ, vô. Mời anh, cảm ơn anh. Dạ, mời anh. Dạ, quá ngon quá. Nè, ăn đi. Dạ, dạ. Ê, nào, dạ, mời dùng tự nhiên nha. Dạ, cảm ơn anh. Ờ, nè, gấp đi anh. Mời dùng. Dạ. Chà, lâu quá mới gặp nha. Món nướng thì ngon nè. Ê, Lâm. Rồi, chào. Chào mừng bạn đã đến với nhà hàng Hương Rừng. Hy vọng là anh sẽ thích nơi này. Nè, anh đúng là có tài kinh doanh nha. Nhà hàng đông khách kìa. Ê, còn nhiều điều rất là thú vị. Để từ từ tôi giới thiệu với anh sau. Đâu, mời. Cảm ơn anh. Anh ngồi đây nha, tôi nghe điện thoại một cái. Ừ, anh cứ tự nhiên. Anh Lâm, em chào anh. Ô, chào Ly. Mém chút xíu là anh nhận không ra em rồi. Em càng ngày càng xinh đẹp đó nha. Lâu lắm rồi mới thấy anh tới đây á nha. Sao rồi? Khách tới đây á, ai cũng hỏi những lời trụ hảo hạng. Cô chuẩn bị chưa? Đã xong xuôi hết rồi, anh đi theo tôi. Wow. Cha Phiến. Cô giỏi thật đó. Sưu tầm loại gì cũng có. Nhà hàng này ba của anh đứng tên. Ổng quen biết rộng, lo cái gì. Mà Phiến. Hử? Cô không sợ công an thiệt hả? Ở đây á toàn là hàng quốc cấm không à. Lỡ mà công an biết được là tôi cả lũ đó. Tôi cái gì, mình là bạn tốt mà. Có phước cùng hưởng, có quả cùng chia. Alo, số hàng đó là sao? Khuya nay đúng không? Ok anh, tốt lắm. Ờ, có khách đặt tiệc sinh nhật mà đặt toàn là đồ độc không, nên tôi mới liên hệ với bạn tôi đặt hàng rồi. Tối nay bên đó giao cho mình. Vậy sao? Ừ. Thôi tôi đi trước. Ừ.
có chuyện gì quan trọng? Sao chú gọi con qua đây gấp vậy? Chú muốn cho con biết một số chuyện. Chuyện gì? Chú nói đi. Ba của con vẫn còn sống. Chú nói cái gì? Hãy bình tĩnh nghe chú nói. Sự thật là ba con vẫn còn sống. Ông ấy đang bị khống chế của sói trắng. Vậy là ba của con vẫn còn sống hả? Ừ. Nhưng mà ba của con với sói trắng thì có liên quan gì đến nhau? Tại sao sói trắng lại giam giữ ba con chứ? Sói trắng là trùm buôn lậu hàng quốc cấm. Khi ba của con phát hiện ra kho báu, sói trắng muốn chiếm kho báu, đã khống chế ba của con, còn nhiều người khác nữa. Cho nên ba con có rất nhiều kẻ thù. Trong những kẻ thù của ba con có chú đúng không? Con không tin chú sao? Ba của con từng nói với con, đừng nên tin tưởng một người nào đó một cách tuyệt đối. Trên đời này không ai cho không ai cái gì, vô điều kiện cả. Có phải chính vì kho báu nên chú mới giúp con không? Con muốn nghĩ chú ra sao cũng được, nhưng chuyện trước mắt con phải tìm cách cứu ba con. Chú quen biết với rất nhiều người trong giới giang hồ. Chắc chắn chú biết sói trắng là ai đúng không? Chú mau nói cho con biết đi. Sói trắng là người như thế nào không một ai biết. Chúng ta phải chờ đợi thời cơ chín muồi mới cứu được ba con. Chẳng lẽ công an cũng không biết sói trắng là ai hả? Suốt bao năm qua công an không điều tra ra được sói trắng. Vậy phải chờ tới khi nào mới tới thời cơ đây? Sắp tới rồi, con cứ chờ đi. Nghe nè. Hả? Chuyện ba con còn sống con không được nói cho ai biết. Sói trắng sẽ giết ba con nếu ai biết được chuyện này. Tôi là Nam Chột đây. Tôi sẽ nói bí mật của cô cho mọi người biết. Anh đang thách thức tôi đúng không? Anh không sợ tôi gửi đoạn phim của anh cho mọi người biết hả? Alo, sao không nghe tôi nói? Alo, ai chọc giận con vậy? Con quên nói chuyện này với chú. Nam Chột biết được bí mật của con, nhưng cũng may trong tay của con có đoạn phim Nam Chột giết thằng bá, nên tạm thời hắn không làm gì được con hết. Chuyện lớn như vậy sao con không nói cho chú nghe? Nam Chột hắn rất gian xảo, không thua gì Chính Lan đâu. Nam Chột nhắn tin cho con hăm dọa con. Hắn ta nói sẽ tiết lộ bí mật của con cho mọi người biết. Nam Chột không bao giờ chơi mấy trò nhắn tin đâu. Hắn chỉ tìm cách giết con để lấy lại chứng cứ thôi. Cho nên con phải cẩn thận. 12 giờ tối nay gặp nhau nghĩa trang, giải quyết chuyện này cho xong. Con không nên đi. Có thể đây là cái bẫy dành cho con đó. Vào đi. Chú Chính ơi. Con vào đi. Dạ. Có chuyện gì vậy? Dạ, Chính mất con chứng kiến là quán hương rừng bán toàn thịt quý hiếm không à. Đông khách dữ lắm. Con trai của chú giỏi thiệt. Đúng là con hơn cha, là nhà có phúc mà. Dạ, quán bán toàn là thịt quý hiếm, lại là hàng quốc cấm, mà cả giấy phép quán đó là chú đứng tên, cho nên con sợ chú bị liên lụy. Không sao đâu, để chú nói với thằng Hùng cẩn thận hơn thôi.
Nhưng con biết thêm một chuyện, thằng Sơn á, lúc này nó cũng để ý quán Hương Rừng. Quán mà xảy ra chuyện á, chú là người chịu trách nhiệm. Tại giấy phép chú là người đứng tên. Thằng khốn này, nó phải biến mất thì mình mới yên thân được. Nè, con nói với thằng Hùng đó, làm chuyện gì cũng phải cẩn thận, đừng để cho công an phát giác. Lúc đó chú có ba đầu sáu tay đi chăng nữa cũng không thể cứu được nó đâu. Nói gì mà nói, thằng Hùng nó có nghe lời con đâu chú. Lúc này nó chỉ nghe lời con Phi Yến thôi à. Phi Yến? Phi Yến nào vậy? Là cái con nhỏ mà bạn học chung gì ở đâu, ở trên Sài Gòn với nó đó. Chú, mà con nhỏ này nha, nó giỏi giỏi dữ lắm chú. Vậy à? Chị làm gì mà ngồi ủ rũ vậy? Em làm gì mà giờ mới tới? Chị em tư vấn thừa kế cho một thân chủ. Chị uống nước gì ạ? À? Cho chị một ly cam. Dạ. Cảm ơn em. Mà nè, chị có tâm sự gì sao? Thì cái chuyện thằng Hùng đó, giờ nó nhận chính làng là cha, rồi còn lấy cái nhà hàng của ổng kinh doanh nữa. Em nghĩ như vậy thì cũng tốt chứ. Trước giờ thằng Hùng chỉ biết ăn chơi lêu lỏng, bây giờ chịu tu chí làm ăn, vậy tại sao chị không được vui? Dù có hận chính làng cỡ nào thì chị cũng đâu có cản được. Thằng Hùng cũng đã nhận ổng là cha rồi. Cái đáng nói ở đây á là nó đang kinh doanh phi pháp. Mà kinh doanh cái gì? Thì nó bán thịt rừng, nghe nói là thịt thú rừng quý hiếm gì đó. Thời buổi này cả thế giới người ta bảo vệ động vật hoang dã và thú rừng quý hiếm, còn thằng đó thì lại đi làm chuyện ngược lại. Tội này cũng không nhẹ đâu đó. Theo điều luật 234 và 244 của Bộ Luật Hình Sự thì người có hành vi tàn trữ trái phép vật phẩm hoặc là bộ phận cơ thể không tách rời sự sống của động vật quý hiếm thì bị phạt tiền ít nhất từ 50 triệu, hoặc là phạt cải tạo không giam giữ từ 3 năm, hoặc là có thể đi tù từ 6 tháng đến 3 năm, tùy theo mức độ vi phạm. Thôi, đừng có nói nữa, chị không có hiểu luật pháp đâu. Thì tình đau đầu quá vậy ta. Con vừa được biết tin là ba con vẫn chưa chết. Con nói thiệt hả? Ừ. Lạy trời lạy Phật, phù hộ cho anh Hiệp tai qua nạn khỏi. Mà bây giờ ba con ở đâu? Con chỉ biết được là ba con vẫn còn sống, còn ba con ở đâu thì con không biết. Dì nghĩ chắc ba con đang gặp nguy hiểm rồi. Ừ, dì nói đúng. Ba con đang bị khống chế, họ không cho ba con tới gặp con. Con có biết những người đó là ai không? Sói trắng đang giam giữ ba con ở một nơi bí mật, không ai biết được hết. Là sói trắng hả? Ông Mười biết sói trắng là ai hả? Tôi nhớ có một lần ông chủ uống nhiều rượu, trong lúc say ông chủ luôn miệng gọi tên sói trắng. Sau khi ông chủ tỉnh rượu, tôi có hỏi sói trắng là ai. Ông chủ chỉ nói là đó là người quen. Người quen của ba mình là ai? Sao mình không biết vậy? Ông Mười còn biết chuyện gì về ba con á? Ông nói cho con biết hết đi. Tôi không biết. Ông chủ không nói gì với tôi hết. Sói trắng. Dạ, chào chị. Bà chủ đang đợi cậu trong nhà, mời cậu vô. Bà chủ của chị là ai? Tôi không biết. Bà chủ tôi đang chăm sóc mẹ cậu ở trỏng á, cậu muốn vô gặp mẹ không? Chị cũng biết mẹ tôi à? Mẹ cậu có kể về cậu, có đưa hình tôi xem nữa. Nhìn cậu uống mà đẹp trai hơn trong hình á. Cậu có muốn vô gặp mẹ không? Dạ. Thưa bà. Dạ chào cô.
Má cậu đang nằm bên kia, cậu qua nói chuyện với má cậu đi. Dạ cảm ơn cô. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Con còn gọi tiếng mẹ nữa hay sao? Tới đây để làm gì? Mẹ, con tới đây để đưa mẹ về nhà trị bệnh. Cậu đi về với công việc của cậu đi. Tôi không cần cậu quan tâm nữa. Con có nỗi khổ riêng của con, con không thể nói cho mẹ nghe lúc này được. Lâm, có chuyện gì sao? Con nói cho mẹ nghe coi. Ở đây con không tiện nói cho mẹ nghe được. Mẹ theo con về nhà nha, con sẽ kể cho mẹ nghe. Để mẹ vào trong soạn quần áo rồi chào cô Huệ một tiếng, rồi mẹ con mình đi nha. Dạ, mình đi thưa mẹ. Bệnh tình của má cậu rất nặng. Nếu như không tìm được bác sĩ giỏi chữa trị thì bệnh của má cậu không thuyên giảm được đâu. Con cảm ơn cô mấy ngày qua đã cứu mang mẹ con. Con xin phép đưa mẹ con về nhà để trị bệnh. Hay là cậu cứ để má cậu ở đây, để bác sĩ chữa cho hết bệnh, rồi đến lúc đó cậu muốn đưa má cậu đi đâu cũng được mà. Đúng rồi, cô Huệ nói đúng đó con. Để mẹ ở đây trị hết bệnh rồi mẹ về. Nếu mẹ muốn ở lại đây con không ngăn cản. Con làm phiền cô giúp đỡ cho mẹ của con nha. Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho má cậu. Cảm ơn cô rất nhiều. Anh làm gì vậy? Ai cho anh nằm trên giường tôi? Đừng im nằm xíu có sao đâu. Anh mặc đồ đàng hoàng vô coi. Ngủ cởi trần cho mát mẻ chứ. Nè, tôi chỉ cho anh trốn ở đây bữa nay nữa thôi nha. Tối nay canh lúc nhà không có ai. Về biến đi cho tôi. Anh thấy ở đây với em tốt mà, phòng ốc sạch sẽ thơm tho, có ai nghĩ anh ở đây đâu. Nhưng mà những người trong nhà này sẽ phát hiện ra anh. Một lát nữa mọi người về, anh muốn họ biết anh đang trốn ở đây hả? Thì chừng nào họ về á, anh ở đây anh không có ra ngoài được chưa? Giờ anh đói bụng rồi, đói bụng quá à. Cho miếng cơm đi. Tự nhiên đi rước cái của nợ về đây chứ không biết nữa. Kể như mình có duyên á. Cưng quá à. Ba nghe mọi người trong nhà hàng nói, dạo này đó con buôn bán thịt rừng quý hiếm gì đó có phải không? Bán cái đó là phạm pháp đó con. Ba giao cái nhà hàng này cho con, thì con muốn kinh doanh gì đó là quyền của con, nên ba đừng có xen vào. Nhưng mà ba vẫn còn đứng tên trong cái nhà hàng đó mà. Con làm như vậy là hạ uy tín của ba đó. Nếu ba sợ thì con trả cái nhà hàng đó cho ba. Ê, con bình tĩnh đi. Không phải là ba sợ đâu, mà ba không muốn dính dáng gì đến công an thôi. Con à, con bán hải sản như trước đây cũng được mà. Ba thử nghĩ đi, từ ngày con mở nhà hàng á, khách ra vào nườm nượp, chứ kinh doanh theo cái kiểu của ba, có ma vào nó ăn. Bộ ba làm chuyện gì phi pháp hay sao mà sợ công an vậy? Con ăn nói cho cẩn thận, chính con mới đang làm ăn phạm pháp đó. Thú rừng là phải bảo vệ chứ không phải đi ăn, con biết điều đó mà. Con à, nếu bị công an phát hiện, tội của con nặng lắm đó. Ba à, công an muốn bắt á thì đi bắt những người bẫy thú rừng trước đi. Chứ thời buổi bây giờ á, kinh doanh mấy cái loại hải sản linh ta linh tinh thì được bao nhiêu là tiền. Ba chỉ khuyên con cẩn thận trong chuyện làm ăn, con đừng quá tin tưởng người ngoài. À, mà dạo này ba nghe là con thân với cô Phi Yến có phải không? Phi Yến là bạn thân của con, chứ không phải là người ngoài. Thôi, con đi về nhà hàng làm việc tiếp đi. Con xin phép ba. Thằng cứng đầu này,
cái nhà hàng này thế nào cũng xảy ra chuyện cho coi. Thằng con của anh đúng là ngang tài nhông anh. Anh Chính kính mẹo có chuyện gì không? Có cái này hay lắm, để anh cho chú coi. Coi gì vậy anh? Coi đi. Ở đâu anh có cái này? Cái gì anh đã muốn biết thì sao không biết được chứ? Cũng may anh có được cái clip này, chứ công an mà có được thì đời chú tiêu rồi. Em chỉ lỡ tay thôi, chứ em không cố ý giết thằng bá. Lỡ tay à? Chú tránh giành con Hương nhà nên mới giết thằng bá. Mà miệng lúc nào cũng nói trung thành với tôi. Tôi theo anh mấy lâu nay, trung thành với anh rồi tôi được cái gì? Trong khi anh có tất cả, còn tôi thì được cái gì? Đúng là bất công quá. Chú nhớ lại đi, không có tôi thì làm gì chú có được ngày hôm nay. Vậy bây giờ anh Chính muốn xử tôi làm sao? Tùy anh. Tôi nể tình chú đi theo tôi bấy lâu nay, tôi tha cho chú lần này. Nhưng chuyện con ca sĩ là con gái của Hai Hiệp, chú cấm miệng lại giùm tôi. Nếu nó không đưa chứng cứ tôi giết thằng bá cho công an, nó làm gì thì kệ nó, không liên quan tới tôi hả? Nếu như chú không muốn công an sờ gáy thì tốt nhất chú biến khỏi ngay đây đi. Đừng để cho ai nhìn thấy chú nữa. Cuối cùng anh cũng nói ra tất cả những gì anh muốn. Được thôi, tôi sẽ đi cho anh vừa lòng. Cầm lấy đi, coi như tôi không muốn cho chú thiệt thòi. Số tiền này dùng để mua đức tình nghĩa anh em bấy lâu nay quá rẻ. Tôi nghĩ cô là con gái thì cô sẽ thích những lời nước có vị ngọt. Cô thích uống cà phê đến vậy sao? Ừ, tôi nghiện cà phê lâu rồi, không nhớ là hồi nào nữa. À, anh có nghe câu chuyện cà phê muối bao giờ chưa? Nghe rất quen, hình như là tôi có đọc qua một lần rồi. Tôi với anh Hùng quen nhau cũng từ câu chuyện cà phê muối. Anh Hùng thật là may mắn khi có một người như cô. Tôi có lỗi với anh nhiều lắm, vì tôi nhờ anh giả vờ yêu Diễm. Nhưng mà tôi sẽ thuyết phục Diễm rời khỏi đây để anh khỏi khó xử. Diễm sẽ không nghe lời của cô đâu. Diễm nói gì với anh hả? Không, cô ấy không nói gì với tôi hết. Nhưng mà tôi biết được Diễm lén cô để gặp Thiên Hoa. Cô nên cẩn thận với Diễm. Gặp Thiên Hoa? Cô ta luôn tìm mọi cách để vạch trần tôi với anh Hùng. Xin lỗi, để tôi gọi Diễm. Vô ích thôi, cô ấy khóa máy từ sáng đến giờ rồi.
Tôi nghĩ là Diễm đang gặp nguy hiểm. Thiên Hoa là vợ của thiếu tá Trần Quang, tại sao lại dính líu với Chính Lan? Tôi cũng đã muốn nói chuyện này cho anh Trần Quang nghe từ lâu rồi, nhưng mà chưa có chứng cứ gì hết, cho nên không thể nói. Sớm muộn gì anh ta cũng biết sự thật về vợ của mình thôi. Cô nói cũng đúng. Tôi muốn hỏi cô chuyện này. Có phải tin nhắn này là của cô không? Anh biết là tôi. Anh còn phải hỏi. Cô là cứu Sơn thoát chết khỏi âm mưu giết người của Chính Lan. Nhưng mà may mắn không thể mỉm cười lần khác nữa đâu. Anh nói anh Sơn phải cẩn thận. Cảm ơn cô nhiều lắm. Anh không cần phải khách sáo. Tôi với anh là bạn đồng hành, giúp nhau là chuyện phải làm mà. Nếu sau này tôi có xảy ra chuyện gì, cô hãy đi tìm Sơn. Sơn sẽ tha tôi, giúp cô. Anh đừng có nói như vậy, tôi không muốn nghe đâu. Cuộc sống này đâu biết trước được điều gì đâu, cho nên cô hãy làm theo những gì tôi nói. Ông ngoại. Ai mà ông ngoại thờ cúng kính cẩn dữ vậy? Sao không đi chơi mà vô đây? Ngoại chưa trả lời con kìa. Đây là một người bạn thân của ngoại. Vậy là người này rất là quan trọng với ngoại hả? Ân nhân của ngoại. Có thắp nhang cho bạn ông ngoại đi. Dạ. Ông ngoại ơi, con xin ra ngoài một lát nha ông. Nhà đang trên thành phố, tự nhiên không chuyển xuống đây. Giờ con không biết đi đâu hết đó. Biết vậy con ở Đà Lạt luôn cho rồi. Không khí ở đây cũng trong lành mà. Con đi ra ngoài chơi đi tốt lắm. Dạ, con cảm ơn ông ngoại. Con đi nha ông ngoại. Có chuyện đó nữa sao? Bằng chứng đây, ông coi đi. Tụi nó câu kết với nhau chống đối chúng ta. Cậu cứ tiếp tục theo dõi đi, coi Chính Lan nó muốn giở trò gì nha. Dạ tôi biết rồi. Tôi nghe cô chủ. Công việc của Gia Gia sao rồi? Có thuận lợi không? Cô chủ yên tâm, tôi đã đưa ông chủ về tới đây an toàn. Hôm nay ăn lành là thắp nhang cho ông chủ rồi. Dạo này con bé nó ngoan lắm. Cảm ơn Gia Gia nhiều lắm. Đây là trách nhiệm của tôi. Tôi phải chăm sóc cho cô chủ với ăn lành mà. Gia Gia, con muốn Gia Gia đi tìm một người. Ai vậy cô chủ? Hai Nhân. Hả? Hai Nhân à? Là kẻ trộm tượng Phật. Hai Nhân, bà của Phi Yến. Cô chủ tìm anh ta để làm cái gì chứ? Không phải là Hai Nhân đã rửa tay gác kiếm mấy năm nay rồi sao?
có ai đi theo cô không? Nhìn coi có ai theo tôi không. Sói trắng muốn tôi làm chuyện gì? Chính Lan sẽ đến cướp số hàng của công an. Nhiệm vụ của anh là điều tra thời gian và địa điểm của Chính Lan. Sao mà chịu khó tôi quá vậy? Sói trắng biết tôi với Chính Lan như nước với lửa mà. Anh cần gì ra mặt? Chuyện này anh nhờ Tài Chét làm được mà. Hiện tại bây giờ Tài Chét đã bên nhà Chính Lan. Cô nói tôi mới nhớ. Thằng Tài Chét mê con Kim Liên, em kết nghĩa của Chính Lan. Anh làm cái gì cũng phải động não một chút. Cái đầu của anh để làm cái gì hả? Con chó, bộ mày tưởng mày là cọp cái thật hả? Anh. Em. Hôm nay anh làm gì sớm quá vậy? Ừ. Anh nè, em hôm nay không có nấu cơm, hay vợ chồng mình ra ngoài ăn nữa nha. Anh về anh tắm một cái rồi thay đồ đi tiếp liền. Sao cái gì mà gấp dữ vậy? Rồi không có kịp ăn uống gì hết. Em xót lắm. Công việc mà em, lúc nãy ở trên đường về á, anh coi gặm một ổ bánh mì rồi. Em chịu khó ăn một mình nha. Dạ em biết rồi. Em thấy anh suốt ngày cứ lo phá án đến nỗi không ăn không uống gì hết trơn. Em thấy anh ốm như vậy em xót quá. Anh không sao. Em không trách anh bỏ bê em là mừng lắm rồi. Thôi anh tắm nha. Wow. Sói trắng triệu tập anh em toàn là gương mặt cộm cán không. Anh Chính, khỏe không anh? Anh cũng có mặt ở đây nữa hả? Lâu quá mới gặp anh. Câm cái miệng của mày lại đi. Sư phụ của Lan Ngọc cũng ở đây sao? Hôm nay anh em đến đây để gặp mặt sói trắng. Làm gì mà sói trắng phải ngồi sau bức màn như vậy? Tôi yêu cầu sói trắng hãy lộ diện cho anh em được gặp mặt. Có phải vậy không anh em? Đúng rồi. Sói trắng phải cho mọi người biết mặt đi. Đúng rồi. Sói trắng cho biết mặt đi. Đúng vậy. Ai có đủ bản lĩnh vượt qua 4 thanh kiếm kia thì có thể bước tới đây gặp tôi.
chúng ta làm ăn bao lâu nay không biết mặt nhau. Hôm nay tôi xuất hiện tại đây để cho mọi người yên tâm mà hợp tác với tôi. Nếu cô đã nói như vậy, tại sao không bước xuống nói chuyện cùng với mọi người? Tôi có nguyên tắc riêng của mình. Nếu ai muốn thấy được gương mặt tôi thì hãy đánh thắng bốn người kia trước. Giọng nói này sao nghe quen quá vậy? Cô xem, cái này có thể thắng được bốn thanh kiếm đó không? Ông cứ thử xem. Bỏ súng xuống. Cuộc gặp gỡ hôm nay không được vui. Hẹn mọi người lần khác. Sao không anh Chính? Không sao được. Ra khỏi đây mau, công an sắp tới rồi. Cô, con nghe nói Chính Lan bắn cô. Cô có sao không? Cô không sao. Không ngờ Chính Lan lại chơi bẩn tới như vậy. Chẳng qua hắn muốn biết sự lợi hại của sói trắng như thế nào, và cô đã cho hắn nhìn thấy được điều đó. Tôi phải cho hắn nếm mùi đau khổ với những gì hắn đã làm với ba tôi. Bây giờ cô tính sao? Tôi muốn đâm chột sống dở chết dở. Hắn phải trả giá với những việc làm của hắn. Còn Chính Lan? Tạm thời chúng ta chưa đụng tới hắn. Tôi đang cần hắn cho những phi vụ sắp tới. Tôi biết rồi. Đàn bà đó là sói trắng sao? Anh Chính, sói trắng là người như thế nào? Anh không thấy được mặt của sói trắng. Anh nghĩ đây là một người phụ nữ đẹp. Không ai thấy được mặt của sói trắng cả, nhưng bà ta rất giỏi võ, nhất là kiếm pháp đó. Trên đời này có một người phụ nữ lợi hại đến như vậy sao? Nhưng mà anh nghĩ cô ta rất quen. Hình như anh đã gặp ở đâu đó rồi.
ba không muốn con bước chân vào giới giang hồ. Có những chuyện không muốn cũng không được ba. Con là con gái của một ông trùm, đó là sự thật, không thể chối cãi được. Ba cũng biết là con có niềm đam mê cổ vật giống như ba mà. Ba cũng biết con đã khôn lớn, cho nên ba cũng không thể nào quyết định được tương lai của con. Nhưng mà ba nói cho con biết trước, khi con bước chân vào giới giang hồ rồi á, thì con không thể nào quay ra được. Cho nên ba khuyên con phải suy nghĩ kỹ trước khi quyết định nha. Dạ, con cũng đã suy nghĩ rất kỹ rồi thưa ba. Vậy là xem ra ông đã có người thừa kế cái tài sản này rồi. Với sự thông minh và giỏi võ của Yuri, tương lai sau này sẽ là một bà trùm khét tiếng đây. Shino à, à? Tôi thì ở xa, không có nhiều thời gian để gần gũi Yuri. Anh thay mặt tôi coi sóc bé giùm. Sao anh lại nói như vậy? Yuri dù sao đi nữa cũng là con gái nuôi của tôi mà. Anh cứ yên tâm đi. Ba cứ yên tâm. Ba nuôi đây rất là thương con. Xin mời. Xin mời. Dạ mời. Còn đây là quà sinh nhật của con đó. Đẹp quá. Con cảm ơn ba. Không phải ai sinh ra đều yên ấm, mái nhà tranh ước mơ còn trẻ. Tôi sinh ra bởi quá nhiều mất mát, thiếu mẹ cha những bữa cơm gia đình. Cho đời đổi thay biết bao thử thách, nhưng niềm tin luôn còn đây. Sự thật đầy dối trá với ánh mắt kiên cường, kẻ tự do sai đường. Thôi bỏ lại sau lưng màn đêm trắng xóa, ta vẫn đi. Một ngày mong manh.